Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cả nước thực hiện lệnh cách ly xã hội phòng dịch COVID-19, chỉ cần chúng ta ở yên trong nhà, giãn cách với xã hội là đã thể hiện lòng yêu Tổ quốc. Song có một số người trong những ngày quan trọng này không ngại nguy hiểm cho bản thân, tình nguyện ra khỏi nhà để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, ra đường để phục vụ nhân dân hoặc bám công trường để đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Trọng trách của họ tăng thêm gấp đôi vì phải chiến thắng cùng lúc hai mục tiêu là vừa an toàn với dịch bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ngay sau đây, ông kính phóng viên của truyền hình Tiền Giang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp như vậy trong hành trình chống dịch cam go. Trong những ngày thực hiện lệnh cách ly xã hội để phòng dịch COVID-19, tỉnh Tiền Giang tạm dừng tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, tạm dừng hoạt động của các xe taxi, xe buýt. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết phải vận chuyển bệnh nhân nặng nhập viện hoặc xuất viện bằng xe ô tô trong những ngày giãn cách xã hội, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Tiền Giang quy động taxi của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Mang Tinh Tiền Giang chở miễn phí bệnh nhân từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Trước hết thì cũng là cái trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ khó khăn trong những cái thời điểm khó. Thì chủ trương của Hội đồng Quản trị thì sẽ hỗ trợ cho tất cả các tỉnh thành mà khi mà trong thời điểm mà cái phương tiện di chuyển đang bị hạn chế đấy, thì người bệnh không có cái phương tiện để di chuyển từ bệnh viện về nhà hoặc từ nhà chẩn chuyển tới bệnh viện. Do đó thì là Hội đồng Quản trị đã đồng ý thì cho taxi Mai Linh Tiền Giang đưa ra 30 chiếc xe để phục vụ vận chuyển người bệnh. Này là cũng trách nhiệm đối với xã hội và hỗ trợ cho cái ban phòng chống dịch cúm, cũng như là giúp đỡ và hỗ trợ cái người bệnh thôi. Tham gia chương trình vận chuyển miễn phí bệnh nhân trong những ngày cách ly xã hội, taxi Mai Linh Tiền Giang bố trí 30 phương tiện có mặt thường trực tại 7 bệnh viện, gồm Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Y học dân tộc, Quân y 120, Bệnh viện Khu vực Cai Lậy, Bệnh viện Khu vực Gò Công. Các xe này trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng dịch COVID và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cấp phù hiệu hoạt động. Đặc biệt, đội ngũ lái xe được chọn tham gia chống dịch đã được tập huấn trang bị kỹ năng phòng chống virus SARS-CoV-2 trong quá trình phục vụ bệnh nhân. Khách lên xe thì mình cũng phải bảo đảm cho khách là an toàn. Khi mình lên xe là phải mang khẩu trang trước, rồi phải rửa tay rồi mới được lên xe. Rồi khi mà xuống xe thì cũng vậy, mình lau xe bằng cái dung dịch của công ty cấp cho mình. Rồi lúc đó thì hoàn thành cuốc xe. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thông tin thêm đến quý vị là trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 360 lái xe của 4 hãng taxi đang hoạt động. Trong những ngày cách ly xã hội như thế này thì hầu hết các anh lái xe taxi phải ở nhà để phòng dịch. Chỉ có 30 lái xe của taxi Tiền Giang là hoạt động xuyên dịch, tình nguyện ra đường chở miễn phí bệnh nhân thì là rất đáng trân trọng. Chúng tôi gọi các anh là những lái xe đặc nhiệm bởi vì Thủ tướng Chính phủ đã nói là phòng chống dịch COVID-19 cũng như là đang chống giặc. Vậy mà Giám đốc taxi Mai Linh Tiền Giang cũng như các anh lái xe lại khiêm tốn cho rằng các anh tình nguyện ra đường vào những ngày cách ly xã hội như thế này là để phục vụ người dân và muốn góp sức mình để đẩy lùi COVID-19. Tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, nhu cầu phương tiện vận chuyển bệnh nhân nhiều nhất so với các bệnh viện khác, với mỗi ngày từ 25 đến 30 trường hợp xuất viện. Đặc biệt cho bệnh nhân là trẻ sơ sinh và sản phụ nên không thể vận chuyển từ bệnh viện về nhà bằng xe máy. Qua khả năng, người thân bệnh nhân có xe ô tô cá nhân để sử dụng xuất viện rất hiếm hoi. Trong bối cảnh cách ly xã hội như hiện nay, các phương tiện vận tải hành khách công cộng tạm dừng, mà được taxi Mai Linh vận chuyển bệnh nhân bằng xe ô tô như thế này, vừa miễn phí vừa an toàn với dịch bệnh, là một món quà đầy ý nghĩa đối với các gia đình trong ngày đầu tiên chào đón thành viên mới về nhà. Hầu hết người nhà bệnh nhân đều cảm kích trước sự chăm lo thiết thực của nhà nước và tinh thần vì cộng đồng của hãng xe taxi Mai Linh. Dạ thì em cũng rất là cảm ơn cũng như nhà nước, công ty taxi Mai Linh đã quan tâm tới người nhà cũng như tới bệnh nhân, đã bố trí xe đưa người nhà bệnh nhân và bệnh nhân về tới nơi an toàn trong mùa dịch này. Tại xuất viện ra thì không biết ngoài có xe không, giờ xe ngoài đi cũng không được an tâm lắm, cho nên em rất là cảm ơn công ty Mai Linh. Cũng như các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,
Kể từ ngày thực hiện lệnh cách ly xã hội để phòng dịch COVID-19, số lượng bệnh nhân nhập viện, bệnh viện phụ sản để điều trị bệnh hoặc sinh con tăng nhiều hơn so với trước đây. Từ đó, số lượng bệnh nhân xuất viện cũng tăng cao. Giữa bối cảnh có dịch bệnh, khó khăn về phương tiện ô tô vận chuyển bệnh nhân, thì taxi Malin Tiền Giang tình nguyện vận chuyển bệnh nhân miễn phí và cam kết bảo đảm các yêu cầu phòng dịch, thì đúng là hình ảnh đẹp trong hành trình chống dịch cam go. Taxi Mai Linh đã hỗ trợ rất là kịp thời và được biết rằng là miễn phí toàn bộ các chi phí xuất viện cũng như là trong trường hợp cấp cứu, thì thay mặt cho Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cũng rất là cảm ơn sự chia sẻ những cái lúc khó khăn như thế này của tập đoàn Taxi Mai Linh. Và chúng tôi cũng tạo thành một cái hệ thống, khi mà bệnh nhân về thì có những cái bước, chẳng hạn như là sẽ đăng ký với bệnh viện sẽ đăng ký tiếp theo với lại taxi để chúng tôi ra về đồng loạt. Và một lần nữa là rất là xin là cảm ơn, và đây là sự chia sẻ của cộng đồng. Đặc biệt bệnh viện phụ sản thì vẫn hoạt động hết công suất, và chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Vì là vận chuyển bệnh nhân miễn phí trong bối cảnh chống dịch, nên để tạo thuận lợi cho taxi Mai Linh hoạt động và để bệnh nhân được phục vụ một cách tốt nhất, các bệnh viện bố trí nơi đậu xe và cử hẳn cán bộ phối hợp với Mai Linh điều phối xe. Đồng thời xác định kỹ càng bệnh nhân thuộc các trường hợp được hỗ trợ xe miễn phí, sau đó liên hệ với tổng đài 115 để taxi Mai Linh chở miễn phí từ nhà nhập viện hoặc từ bệnh viện xuất viện về nhà. Thưa quý vị, trong những ngày đặc biệt, những ngày thực hiện lệnh cách ly xã hội thì hầu hết người dân phải ở nhà. Nhưng mà một số người vì phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cho nên là phải ra đường thực hiện nhiệm vụ để phục vụ người dân, như là đội ngũ taxi Mai Linh mà chúng tôi vừa chuyển đến quý vị. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị những hình ảnh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong mùa dịch. Đó là đội ngũ thi công công trình cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, một công trình rất quan trọng, là sự kỳ vọng của 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng đang được các đội ngũ thi công trong mùa dịch để bảo đảm tiến độ thông xe vào cuối năm nay đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà khi thi công thì các anh cũng phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 đúng như lời dặn dò của người đứng đầu Chính phủ. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tuy chiều dài chỉ hơn 51 km nhưng lại là tuyến đường nổi tiếng nhất trong hệ thống đường giao thông Bắc Nam. Nổi tiếng là vì trải qua 10 năm khởi công mà chỉ hoàn thành chưa tới 10% tổng khối lượng công trình. Chỉ đến khi tập đoàn Đèo Cả nhận trọng trách nhà đầu tư, triển khai thi công, thì tuyến đường mong ước của 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long mới có đủ sức mạnh, lao về đích và tự tin cam kết với Thủ tướng Chính phủ là sẽ thông xe vào cuối năm 2020 này. Tuyến đường sung yếu này đang trong khí thế thi công thần tốc, thi công xuyên Tết, thi công xuyên đêm, thì dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Những tưởng dịch bệnh sẽ chặn đứng tiến độ thi công cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Nhưng không, phương án thi công được lãnh đạo doanh nghiệp dán quán triệt trong toàn thể kỹ sư, công nhân, người lao động là thi công nhưng phải thực hiện nghiêm các chỉ thị phòng chống dịch của Chính phủ và của tỉnh Tiền Giang. Chính vì vậy, hiện trên công trường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vẫn rền vang tiếng máy móc. Công nhân kỹ sư vẫn miệt mài làm việc và những giọt mồ hôi vẫn đổ trên công trường, càng tô điểm thêm cho hình ảnh đẹp của người công nhân thi công xuyên dịch vì giữ lời hứa, bảo đảm tiến độ với nhà nước và nhân dân. Chắc chắn là dịch Covid cũng đã ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công của dự án Trung Lương Mỹ Thuận. Ngay khi mà có cái lệnh mà giữ khoảng cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ thì tất cả cái nhà cung cấp ở đây đều có cái động thái là ngừng cung cấp vật liệu. Tuy nhiên ban điều hành cũng làm việc với từng nhà cung cấp và từng nhà thầu một, là tất cả công việc ở đây là chúng ta phải đảm bảo và vận động với mọi người hãy tự tin sử dụng tất cả các biện pháp mà phòng chống dịch của ban chỉ đạo trung ương và phòng chống dịch Covid để mà áp dụng tới công trường và từng người lao động. Qua góc độ mà phòng chống dịch thì ban lãnh đạo của chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo cho tất cả các nhà thầu trang bị đầy đủ các dung dịch sát khuẩn, các khẩu trang, tổ chức đo kiểm soát thân nhiệt ngày 2 lần đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công trường, và cũng yêu cầu tất cả các cán bộ phải làm việc thực tập công trường và thực hiện nghiêm việc là không di chuyển ra khỏi cái địa bàn thi công để đảm bảo là an toàn và phòng chống dịch. Số lượng người lao động làm việc trên công trường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong những ngày thực hiện lệnh cách ly xã hội được chỉ huy công trường chủ động cắt giảm so với trước đây.
hầu hết các công đoạn đều phải tinh giản người để không tụ tập đông người trong một không gian hẹp. Song chất lượng làm việc, nhiệt huyết, cống hiến, tinh thần trách nhiệm thì tăng gấp bội. Bởi các anh hiểu rằng, đi làm việc trong những ngày có dịch là để thực thi nhiệm vụ cần thiết, là nhiệm vụ đầy tự hào. Đặc biệt, 100% người lao động đều đeo khẩu trang, sát trùng tay trước khi vào ca làm việc, chủ động giữ khoảng cách an toàn theo khuyến nghị phòng COVID-19 của ngành y tế. Lúc có dịch bệnh như hiện nay, trên công trường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khẩu hiệu thi công an toàn với COVID-19 đang thay thế cho thi công an toàn lao động trước đây. Để đảm bảo cái tiến độ thi công của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thì tất cả các cái đơn vị ở trên công trường tham gia dự án là không thể dừng thi công trong cái giai đoạn, mặc dù là được cái sự chủ trương của Đảng, Chính phủ, Nhà nước là tuyên truyền là cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID, tiếp thu thực hiện cái nghị quyết, nghị định của Nhà nước, của Chính phủ. Thì về phía công ty thường xuyên quán triệt anh em đảm bảo cái cách ly, đảm bảo cái phòng chống dịch an toàn. Trong 10 năm, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ hoàn thành hơn 10% tổng khối lượng công trình. Trong khi đó, nhà đầu tư mới của tập đoàn Đèo Cả lại tự tin cam kết với chính phủ và nhân dân là trong vòng 18 tháng sẽ hoàn thành 90% khối lượng còn lại, đã thực hiện trách nhiệm rất cao cũng như một tinh thần thép trong quá trình tổ chức thi công. Chính vì vậy, nếu như công trình ngưng thi công ngày nào, cụ thể là nếu tạm ngưng chờ dịch COVID-19 đi qua, thì có thể phá vỡ hoàn toàn kế hoạch và phương án thi công toàn công trình. Để không lỗi hẹn với nhân dân một lần nữa và để một lúc hoàn thành hai mục tiêu, vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan thống nhất một phương án khoa học, chú trọng thực hiện các biện pháp chống dịch chắc như thép để ngăn chặn dịch COVID, để đảm bảo an toàn cho toàn thể đội ngũ kỹ sư, người lao động đang thi công xuyên dịch tuyến đường huyết mạch nối liền trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Như cái tính toán kế hoạch của chúng tôi thì hiện nay chỉ còn có 8 tháng nữa là phải thông tuyến. Và mọi người cũng biết là hiện nay cái việc theo như cái chỉ thị của chính phủ thì phải kiểm soát cái dịch COVID. Thế thì cái việc kiểm soát cái dịch COVID này là mình phải quan tâm đến cái việc mà anh em ở trên công trường họ đã chuẩn bị thực hiện những cái chỉ thị của chính phủ như thế nào về kiểm soát. Và tôi đi thì tôi cũng thấy rõ là mọi người đều tuân thủ một cách rất nghiêm ngặt, tức là không có tụ tập với nhau và cũng mang khẩu trang, cũng giống như tôi đây, mang khẩu trang và cũng sử dụng các cái biện pháp như là đo thân nhiệt hoặc là rửa tay bằng các cái thiết bị vệ sinh để đảm bảo cho cái vô trùng và đảm bảo cho cái dịch COVID. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện phần lớn các dự án đang tạm ngưng thi công, song dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn thi công xuyên dịch, xuyên đêm để sau khi dịch bệnh đi qua thì cũng là lúc tuyến đường kỳ vọng của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng kịp hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực tích cực để phục hồi kinh tế sau dịch. Nếu e ngại dịch bệnh mà ngưng thi công sẽ trễ hẹn thông xe vào cuối năm nay. Chính vì vậy, quan điểm của ban lãnh đạo dự án là tiến độ quan trọng nhưng an toàn tuyệt đối với dịch COVID-19 càng quan trọng hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta giảm từng ngày, đặc biệt là chưa có trường hợp tử vong. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả phòng bệnh trong đợt thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1 tháng 4 đến nay và tiếp tục yêu cầu mỗi người dân tự nêu cao ý thức, luôn thực hiện nghiêm các chỉ thị phòng chống dịch của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị cùng với nhiệm vụ chính là chống dịch, cần chủ động triển khai các giải pháp an sinh xã hội, đầu tư xây dựng thương mại, làm tiền đề cho toàn xã hội bật dậy mạnh mẽ sau khi dịch bệnh đi qua. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ống Kính Phóng Viên của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.